Chào mừng các bạn đã đến với Vlog của Yến Trần. Rồi đây, ở đây người ta có cho thêm một chén ớt nếu mà mình muốn ăn cay hơn chút, mình có thể bỏ thêm ít ớt vào. Yến lấy một ít ớt bỏ vào nha cho nó thơm, nó đẹp. Chan nước vào.
chan nước vào phải không? Cái mình bỏ miếng thịt vịt vào. Trong lúc ăn thì mình lấy thịt vịt này mình chấm với cái nước chấm chao các bạn. Còn quá. Đói bụng lắm rồi đó, bây giờ mình phải ăn. Dạ chị Tư. Thơm béo vừa ăn cái nước dùng á. Tại vì biết sao cái nước dùng này nó béo béo nhẹ nhẹ, tại vì có nấu chung với khoai môn, với phần nữa là cái thịt vịt á, nó cũng làm cho cái nước nó béo. Ngon các bạn. Nóng quá. Dùng rất là vừa ăn, mỗi lần ăn lấy hay thường ở đây ăn nè. Còn cái chao nha, đây chấm cho chao nha. Vịt đó nó mềm mà cái thịt nó chắc, nó ngọt, béo béo, ngon dễ sợ luôn, chấm với cái chao nha, hấp dẫn. Trong cái nồi vịt nấu chao này á, thì cái thịt vịt đó làm cho cái dư vị của người ăn có cái vị ngọt mùi, và cộng thêm cái phần cơm béo của chao cùng với cái vị tươi mát của rau và nồng cay của tỏi ớt, đó là một sự kết hợp rất là hài hòa của cái món ăn này. Và đặc biệt thì ở đây thì Diễm Thị rất là thích thịt vịt. Ở đây họ nấu cái thịt vịt đó thì nó săn chắc, nhưng mà họ nấu thì nó không có bị dai, họ nấu là vừa chín tới mình ăn nó mình không có dai, cho nên rất là ngon. Mà cái lẩu vịt nấu chao này nè, mình phải ăn lúc mà nó nóng hổi, ăn giống như là ăn lẩu nóng hổi vậy đó mới ngon. Và mấy ngày nay Yến thấy thời tiết ở Sóc Trăng với Yến là bắt đầu vô mùa mưa rồi, cho nên nó là ngày nào cũng có mưa, mà đặc biệt là buổi chiều tối thì mưa lâm râm hơi lạnh lạnh. Và cái thời tiết này nè mà mình cùng với gia đình, người thân hoặc là bạn bè ngồi ăn cái lẩu gì nấu chao thì ngon hết sảy đúng không các bạn. Cái món chao này nè thường Yến thấy người ta thường dùng trong những cái món chay. Ngoài ra thì chao còn được dùng để làm nước chấm, giống như là cái món vịt nấu chao này thì mình chấm với chao. Rồi Yến ăn cái món mà lẩu dê nè, họ cũng chấm với cái chao này, nhưng mà chỉ khác một cách chế biến một chút xíu thôi, nhưng mà thành phần chính vẫn là chao. Thì bên cạnh đó thì người ta còn dùng cái chao này nè để làm gia vị ướp, như ướp thịt gà, heo, sườn rồi đó. Thì Yến thấy là cũng như có món mà sườn nước chao cũng rất là ngon, tại vì nó có cái vị mặn, cho nên người ta đã dùng cái vị mặn đó để thay cho nước tương với nước mắm. Ngoài ra thì như Yến được biết thì cái chao này nè nó còn có cái hàm lượng dinh dưỡng và protein cao hơn nữa, cho nên là được sử dụng rất là nhiều, và nó còn giúp mình ăn ngon hơn nữa đó các bạn. Yeah.
nước súp ở đây người ta nấu á rất là vừa ăn, mặn mặn ngọt ngọt mà lại nồng nàn cái vị rau rất là thơm. Và cái phần nước này nè nó vẫn có cái vị béo béo do là có bỏ thêm cái phần khoai môn với vịt làm cho nó béo, nhưng mà mình ăn kèm với rau với bún thì lại rất là vừa miệng. Và đặc biệt cái thích ở đây á là do cái thịt vịt, họ luộc cái vịt rất là săn chắc, ăn rất là ngon nhưng mà lại không quá dai, cùng với cái phần nước chấm thì cũng nên nếu vừa ăn nữa các bạn. Chỉ phải là một phần 150.000 hai người ăn, như vậy thì rất là vừa ăn và ngon. Thì cái món vịt nấu chao này nè là một cái món ăn đặc trưng của người dân miền Tây sông nước, mặc dù đây không phải là một cái món ăn mà đắt tiền hay là sang trọng, nhưng mà với cái sự khéo léo trong cách chế biến cùng với cái hương vị đậm đà thơm ngon thì làm cho cái người ăn hết cứ lưu ý hoài nhớ mãi, nước mà ăn rồi là không có quên được luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video của Yến, và nếu yêu thích video của Yến thì nhớ cho Yến một nút like và một nút đăng ký để ủng hộ cho kênh Yến nha. Yến xếp video đều đặn mỗi ngày 1 giờ 19 giờ mỗi tối, các bạn nhớ nó xem nhé. Và bây giờ xin cảm ơn và xin chào.